Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay tôi có mặt ở nhà chú Thực ở thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Hôm nay có mấy anh thợ nghệ nhân Cường làm cây cho chú Thực. Tôi quay lại cái video gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn. Giới thiệu với quý vị, đây là một cây si búp đỏ. Si búp đỏ quý vị ạ. Cây si búp đỏ zin. Chú ấy vừa mới thay cái chậu này sang cái chậu mới này. Chú ấy thay được khoảng 3 tháng rồi. Trước chú ấy ủ vừa rồi là chú ấy tháo ra. Chú ấy tháo ra này. Và chú ấy bọc các cái bọc cát này để chú ấy giữ. Chú ấy giữ cho nó độ ẩm nó cao. Dễ ra nhiều lắm. Và vừa rồi là chú ấy cũng gọi là thêm ít đấy, thêm ít đá, ít xỉ vào trong cái cây này. Thêm ít đá, ít xỉ vào cây si búp đỏ xịn nhá quý vị ạ. Cây thì cốt cách rất là già. Đây ạ, quý vị nhìn này, đấy, lá nó to rồi nhưng mà lá nó rất đỏ, đỏ au. Si búp đỏ. Rồi chú thêm một ít xỉ vào đây. Xỉ than cổ ngày xưa. Lâu lâu rồi tôi không quay một số các cái cây của nhà chú Thực chia sẻ cho quý vị. Hôm nay em Cường thợ làm cây cho chú Thực. Em gọi là lọc một số các cái cây ra cho chú ấy. Để tôi quay lại cho quý vị và các bạn. Đây là một cây xanh quê rất là già. Còn đây là cây xanh Phúc Am. Xanh Phúc Am quý vị ạ. Cây xanh cổ tam đa. Cháu đây. Ba có quyết được không? Ba có quyết được không? Ba mà quyết được, ba mà quyết được. À, đây giới thiệu với quý vị. Đây là một giới thiệu với quý vị. Đây là một nghệ nhân nữ. Có à, tớ và theo một nghệ nhân nữ có đôi bàn tay rất là khéo léo. À, cô tên là Tiến. Cô chịu trách nhiệm cái cây này của chú Thực suốt từ sáng đến giờ và cũng đã bấm được rất là nhiều lá ra rồi. Thế cô cảm thấy là cái công việc làm cây như này nó thế nào cô? Cô ơi. Đây. Cháu hỏi cô lại ngài ấy rồi, lại xấu hổ hay gì mà. À, ấy thì bây giờ là cô đang lao động mà nên là mình mặc quần áo lao động thì có vấn đề gì đâu cô. Thế mình là người nông dân mà. Mình là nông dân thì ngại gì đâu cô. Thôi cô ấy hơi xấu hổ tí cho nên là tôi sẽ quay trở lại cái tác phẩm xanh cổ đây gửi tới cho quý vị và các bạn. Cây xanh quê cổ.
cực già luôn. Quý vị thấy không? Già trắng muốt cả cây. Trời miền Bắc hôm nay có gió heo may, tiết trời rất là mát. Rồi rất là phù hợp với việc làm cây quý vị ạ. Chú thực rất nhiều cây cổ già đẹp. Quý vị nào mà sưu tầm cây cổ, chơi cây cổ thì đến với chú thực chơi, ngắm cây, xem cây, rồi giao lưu cùng với chú. Đây quý vị ạ, đây cũng một cây xanh cổ nữa, dáng tam đa, ôm sỉ. Cây đều rất là già. Thế làm hôm nay được mấy hôm rồi em? 3 hôm à? 3 hôm quý vị ạ. Em Cường quý vị ạ. Em Cường ở Hải Dương, Kinh Môn Hải Dương. Em là thợ cắt cây chính cho chú thực. Tôi nhớ là cái hòn bi này từ cái ngày mà chú ấy đút vào nó còn lọt ở, nó còn ngủ ngoài, thế mà đến bây giờ nó, cái cây này nó múp vào trong. Nói là cây biến rất là nhiều. Một cây xanh quê, xanh cổ. Cây đến tầm như này rồi rất là đẹp quý vị ạ. Đợt này ép răm sâu hơn này. Ừ. Thấy đó. Cắt đấy, cắt cụt 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 nhiều hơn đúng không? Vâng, cắt đau. Thì thực ra là mấy cây cổ này cũng lâu lâu cũng chưa làm đau mà. Mấy lần trước chỉ để toàn đấy thôi. Tuốt tuốt rồi mới cả lọc qua rồi. Đúng không? Vâng. Cây rất là dài. Hôm anh đi hỏi mấy cái kéo ấy, chả chỗ nào nó bán. Bán á? Ừ. Còn may anh. Ở đâu? Bên chỗ chú Quỳ bán đấy. Chú Quỳ là may, may bán. Nhà may à? Bán đồ kim khí bán đấy. Chỗ nào? Ở đoạn nào? Đoạn đường chạy thẳng sang Vin. À thế à? Đường thứ 5 á. Em không nhớ tên đường gì, đường lối Ngô Xuân Quảng kia thẳng sang Vin. Ờ. Có bọn bán máy khâu rồi bán mà. Máy khâu công nghiệp đấy à? Ngay cái tòa chung cư, cái đường nó gọi là đề gì, cửa hàng kim khí à? Bán cái đồ găng tay các thứ đấy. À ừ. Rồi, để hôm nào anh mua ấy. Anh mua. Có một cái quán ngay đối diện cái quán Hồng Huy này. Ờ, đối diện cái tòa chung cư ở cái đường ấy là. Đây, cái vị ạ, cây này vặn đẹp thế. Già. Chung cư này cũng là cái diện hai áo đường đảo. Đây quý vị, quay cho quý vị và các bạn xem cái cây phôi cổ. À, cái phôi trực. Rất là đẹp của chú thực, cực kỳ tương lai. Vừa rồi chú ấy phải đậy cái lá này vào sợ cháy gì. Đây, quý vị thấy không? Một cái cây phôi ở nó cực kỳ tương lai. Cây này được anh em giới chơi cây đánh giá rất là cao. Và giá trị cũng rất là cao. Nhiều anh em xem thì, những anh em không chơi cây thì cứ bình luận rồi là nói là cây nó thế nọ thế kia, rồi là không đủ một gọi là nồi đun một nồi bánh chưng. Vâng, thì đúng thực tế là như vậy. Nếu mà phơi khô ra thì đun làm sao đủ được nồi bánh chưng. Và đây là những người họ chơi cây thì họ chơi ở cái tính nghệ thuật của cây. Họ chơi theo cái một cái phong cách trường phái chơi cây. Họ chơi cây dưỡng trí mà quý vị. Cái phôi vô cùng chất lượng.
cây càng ngày càng đẹp lên. Cũng phải đôi ba tháng rồi chưa quay lại cái cây phôi này cho quý vị chiêm ngưỡng. Hôm nay có dịp quay cho quý vị xem. Đấy quý vị thấy không ạ? Cây phải nói là cực già luôn. Một cây phôi cực tương lai, cực kỳ chất lượng. Bộ bệ quá chất luôn. Còn đây là một tác phẩm xanh trực. Tác phẩm xanh trực này cũng là một cái cây hoàn thiện rồi. Cái này trước chú đặt tên rồi nhưng tôi đã quên mất tên. Cây bây giờ rất là đẹp. Vừa rồi chú ấy lấy cái gậy chú chống cái tay Huyền này, tay Hoành này lên cao một chút. Đây quý vị thấy không ạ? Cây đẹp lắm. Vâng. Tại vì cháu đứng gần đấy. Cháu đứng gần gần cái máy quay cô ạ. Cô ấy vừa mới hỏi tôi là Mạnh nói bình thường thế mà xem trên tivi thấy nghe rất là to. Đây quý vị. Cây đẹp chưa? Một cây trực xanh dáng trực. Cây này thẳng tắp luôn, vai u thịt bắp. Cây đã hoàn thiện. Đây quý vị, nghề chơi cây cảnh đam mê nó vất vả một chút nhưng mà rất là sướng. Còn cái cây này thì cô chủ cô đang lọc, đang cắt lá ra để tí nữa cho em Cường em mới lọc. Mà chú Thực bây giờ tay nghề rất là cao nha quý vị nhé. Chỉ cần lọc ra hết lá ra này thôi là chú ấy, bản thân bàn tay của đôi bàn tay của chú là chú cũng lọc được. Chú Thực là một người giỏi thực sự luôn, một nghệ nhân đích thực, chơi được cây và làm được cây. Đây giới thiệu với quý vị một gốc phôi nữa này. Của gốc phôi này cũng quên, cây này là cây hoàn thiện rồi. Đấy. Cháu xin phép ông tí nữa cháu lại đậy lại cho ông nhé. Đây để quay cho quý vị. Cây này thì hoàn thiện được 95%. Bây giờ chỉ làm dày răm và lên bông nữa thôi. Cây xanh dáng long lùn, cốt cách rất đẹp. Cây già, cây xanh Nam Điền quý vị ạ. Cây này trước chú ấy dỡ hàng tấn đá ra. Cây này mà lọc ra thì đẹp lắm rồi. Bộ chân bệ
Vâng, đây chia sẻ với quý vị và các bạn một tác phẩm, một cây xanh Nam Điền. Cây này là cây xanh dáng trực, cây này là trước là một cây tán tầng rất là già. Chú ấy phá cách làm lại, thu lại, chơi kiểu dạng lùn lùn lực rụt rịt đi. Và một phôi Nam Điền nữa, một phôi Nam Điền trực. Cây này thì tương lai cho 15 năm nữa quý vị ạ, 15 năm nữa, tức là lúc bấy giờ là ông Thực là ngoài 70. Vâng, rồi. Có khi tôi video tôi kết thúc ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi cuốn video này. Đây còn cây này quay nốt cho quý vị. Quay nốt cái cây này cho quý vị, một cây xanh quê. Già. Chú Thực thì được cái chơi cây đều cây già, cốt cách rất là già. Vâng, rồi, xin chào quý vị nha.